nào? Sự thật hiểu theo chân đế là hiểu như thế nào? Xin sư giảng giải. Thưa quý vị đó, tục đế đó là những gì mà chúng ta quy định, chúng ta định đặt, chúng ta gọi tên, thì chúng ta gọi nó là tục đế. Còn cái chân đế đó là cái sự thật bản thể, tức là dù cho mình có gọi tên nó hay là mình không gọi tên nó thì bản chất nó cũng như vậy. Dù cho mình có gọi nó bằng nhiều cái tên khác nhau thì bản chất nó vẫn như vậy. Xin lấy ví dụ như cái bàn, cái ghế, nó là tục đế. Đấy. Rồi những cái ngôn từ mà mình định đặt với nhau, ví dụ như sắc, thọ, tưởng, hành, thức là tục đế. Quý vị lưu ý nha, sư đang nói cái ngôn ngữ mà mình dùng để mình gọi cái sự vật sự việc ấy, mình gọi cái này là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức, thì cái ngôn ngữ mà mình gọi đó nó là tục đế, tại vì mình định đặt nó. Rồi cho đến những cái pháp chân đế, ví dụ như là niết bàn, thì cái từ ngữ niết bàn ấy nó cũng là tục đế, bởi vì nó là cái từ ngữ cho mình định đặt, mình quy định. Nhớ nha, phân biệt rõ cái từ ngữ nên gọi là mình đặt tên ấy, thì cái tên mình đặt đó là tục đế. Nắm vấn đề, những cái gì mà mình định đặt, mình quy định thì nó là tục đế. Còn chân đế, có bốn cái chân đế, đó là gì? Tâm, sở hữu, sắc pháp và niết bàn. Tâm, sở hữu của tâm, sắc pháp và niết bàn. Muốn hiểu rõ về chân đế đó thì vui lòng học Atidàm. Nhưng mà như thế này, như sư nói đó, niết bàn là chân đế, niết bàn là chân đế, nhưng cái từ để gọi tên niết bàn, hiểu không, cái ngôn ngữ mà mình dùng để mình gọi niết bàn ấy, nó là tục đế. Bản chất niết bàn là chân đế, mà mình dùng cái từ ngữ để mình gọi thì cái từ ngữ đó là tục đế. Cho nên á, một số cái hướng dẫn ở bên Phật giáo Phát Triển được nhiều người nhắc đến nhưng mà cũng nhiều người hiểu lầm, đó là gì? Cái bài kinh Bát Nhã đó, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Thì cái sắc á, bản thân nó sắc pháp nó là cái chân đế, nhưng mà cái ngôn ngữ để mình gọi tên nó là tục đế, thành ra nó mới có cái khái niệm là ngón tay chỉ mặt trăng. Quý vị phải phân biệt được hai cái chuyện này. Cho nên ấy, khi mà các pháp mà hiểu theo kiểu chân đế đó, kiểu tục đế đó, thì nó rất là dễ hiểu. Ví dụ như những người nam cư sĩ, những người nữ cư sĩ hãy tích cực bố thí, hoặc là anh Nguyễn Văn Tèo nên giữ gìn năm giới bởi vì nó tốt cho anh. Còn nếu mà nói theo cái kiểu tục đế đó là nói ngũ uẩn này, những cái ngũ uẩn này hãy bố thí, những cái ngũ uẩn này hãy giữ giới. Thì trong nhiều trường hợp ấy, chúng ta phải dùng cái tục đế để, bởi vì chúng ta định đặt chứ, phải định đặt chứ. Tại vì nếu như mà mình dùng cái chân đế thì nếu Đức Phật dùng chân đế nói là ngũ uẩn này hãy giữ giới thì người nghe sẽ không biết là Đức Phật đang nói cái ngũ uẩn nào. Thành ra đó, tùy theo mỗi vấn đề mà mình sử dụng tục đế hay mình sử dụng chân đế.
Trước khi qua câu hỏi tiếp theo, sẵn sẽ nói luôn. Nó giống như nó giống như là bây giờ quý vị đi ra ngoài, đưa ra một cái ví dụ nữa cho quý vị dễ hiểu nè. Giống như quý vị đi ra ngoài chợ đó, quý vị kêu bà bán thịt đó là bán cho tôi 1 ký thịt, một ký thịt. Thì quý vị nó rất là dễ hiểu. Nhưng mà quý vị ra ngoài chợ, quý vị nói bà bán thịt là tôi cần 1 ký chất hữu cơ. Rồi quý vị đọc cái công thức hóa học của cái thịt đó, CHO gì đó, thì người bà bán thịt bà sẽ không hiểu. Diễn tả một vấn đề thì tùy, hoặc còn khi quý vị đi vào trong cái phòng lab á, quý vị có thể nói là 1 ký CHO gì đó, thì người ta sẽ hiểu là 1 ký thịt. Cho nên á, tùy trường hợp. Chứ một số người có cái bệnh á, tạ đâu cũng đem chân pháp chân đế rồi nói chuyện hết trơn, từ đó họ coi thường pháp tục đế. Xin thưa, nó chẳng qua là cái hình thức diễn đạt khác nhau của một vấn đề. Mục đích mình diễn đạt vấn đề đó là để cho đối phương, để cho người ta hiểu, chứ không phải là mục đích mình diễn đạt vấn đề để người ta nghĩ là mình cao siêu. Nhiều người thì họ làm ngược lại, đó là họ nói như thế nào đó để người ta nghĩ là họ cao siêu, chứ còn họ không nói như thế nào đó để người ta hiểu được vấn đề. Đây là một cái tệ nạn của không ít người học đạo ha. Thì thành ra là sẵn sư phải nhắc để quý vị hiểu là tục đế hay chân đế thì đều dùng để diễn tả một cái vấn đề nhằm hướng đến một mục đích, chứ không phải là tục đế thì nó kém hơn chân đế, chân đế thì cao siêu hơn tục đế. Cái vấn đề là người ta có hiểu mình nói cái gì hay không. Chứ còn nghe thì có vẻ cao siêu mà người ta không hiểu gì hết thì cái đó là anh đang nói nhảm.